đầu tiên thì mình cũng tham gia học demo 3 ngày đó. Sau mình thấy cái rất là hay, kiến thức rất là thực tế. Và thực ra thì cái lớp của thầy Tín này là lớp học rất là thực tế. Và mình nghĩ thì đằng nào thì cũng phải mua nhà đó, đằng nào trong đời cũng phải mua nhà hay bán nhà để học để biết, nhưng mà càng học thì càng nghĩ càng hay đó. Và mình thấy là rất là thực tế đấy, chứ mình cần mới học, mà càng học thì mình thấy rằng là nên đi học. Mình rất là ấn tượng bởi vì cái lượng kiến thức mà thầy mang lại cho mình rất là giá trị, và mình thực sự là muốn đi sâu hơn nữa để mình có thể phát triển sự nghiệp riêng về bất động sản. Và mình sau khi mà học lớp của thầy Tiến xong thì mình thấy nó thực tế, và những kiến thức này có thể áp dụng lại ngay trong thực tế luôn. Và sau khi học lớp thầy xong thì mình cũng áp dụng luôn, và bây giờ thì mình cũng có một cái bắt đầu rất là tuyệt vời. Cái lớp học tích mang lại cho cộng đồng rất là tốt. Thứ nhất là truyền tải được cái kiến thức về bất động sản, có tư duy rất cụ thể, tư duy về tầm nhìn, tư duy về bất động sản từ với như là trung tâm cho đến viên đô, và các sản phẩm thì hầu như rất đa dạng. Ví dụ như về những sản phẩm về nhà phố này, về đất nền này, về biệt thự này, về các khu khâm bao này. Và một điều đặc biệt đó là cái lớp học này phân tích rất là cụ thể những cái sản phẩm đó cho những nhà đầu tư, cũng như thế là những nhà môi giới thì đều hiểu biết một cách rất là sâu sắc. Tự mà mình học được từ thầy, ví dụ làm thế nào để tăng doanh thu, làm thế nào để bán được nhiều hàng, làm thế nào để lấy được khách hàng tiềm năng, và thế nào để chốt được khách. Đó là những cái điều mà tôi thấy thật sự tuyệt vời, là cực tuyệt vời. Thì chị thấy rằng là anh Tiến chia sẻ và dạy nó là rất là thật và đi với thực tế. Thì theo như chị thấy là anh Tiến chia sẻ và dạy những cái buổi như này thì các bạn nên tận dụng, và nếu các bạn có tiền có thời gian thì bỏ đi học, thì đã cho mình một cái kinh nghiệm và tất cả một cái để chúng ta kinh doanh sẽ thành công hơn. Đến bây giờ thì là buổi học buổi chiều của buổi ngày thứ ba, thì qua hai buổi học trước cũng như là buổi sáng ngày hôm nay thì quả thực là cái lượng kiến thức mà mình nhận được từ những cái chia sẻ của anh Tiến là rất tuyệt vời. Cái cách thức kinh doanh, cái cách thức bước vào, và cách thức định giá của bất động sản, cái điều đấy thực sự là tuyệt vời. Chị mong rằng các bạn nếu có cái buổi học như này, hoặc là các bạn hãy dành thời gian và đầu tư thời gian tiền của ra đi học, thì nó sẽ ý nghĩa hơn, và là mình không mất số tiền như là bây giờ mình có thể học, có học 20 triệu, 30 triệu, 50 triệu. Nhưng nếu mình không học thì mình có thể mất đến 100, 200 và đến 1 tỷ, 2 tỷ. Và cái thời gian của chúng ta sẽ mất nhiều hơn nữa, và tiền bạc, thời gian và công sức của chúng ta sẽ mất rất nhiều, và khi ta đã quay lại thì ta không lấy lại nữa. Và như anh Tiến chia sẻ là đã rơi xuống hố rồi thì đi lên cũng rất là khó, làm cho chúng ta đã xuống hố rồi đi lên thì ta không còn sức lực nữa, và để lấy lại cái sức lực đấy thì ta phải mất rất nhiều thời gian. Đối với các bạn mà chưa tham dự khóa học hoặc chưa biết về anh Thành Tiến thì quả thực nếu mà các bạn mà dành ra thời gian mà đi học được thì cực kỳ là tuyệt vời. 3 ngày này thì mình đảm bảo với các bạn rằng cái giá trị mà thu được thì vô cùng là lớn, và các bạn sẽ không phải hối hận vì đã mất thời gian, mất công sức để đi lại cho 3 ngày này đâu. Thế là mình chắc chắn cam kết là điều đó.